tranh chấp có lỗi của Lê Trung Hiếu. Cao Văn Chiền cú gác tay có lỗi của Tấn Tài và một chiếc thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra dành cho cầu thủ đã vào sân từ ghế dự bị của câu lạc bộ Sài Gòn. Người đã vào sân sau giờ nghỉ giữa hai hiệp bên phía câu lạc bộ Sài Gòn đã không giữ được sự bình tĩnh. Một loạt những tình huống tranh chấp gần đây của Tấn Tài đều là kết quả của những pha bóng mà các hậu vệ, các cầu thủ của Hải Phòng khiến cho anh bị ức chế. Và không quá khó hiểu khi ở pha bóng vừa xong, Tấn Tài đã bộc lộ sự thiếu kiểm soát của mình. Đáng tiếc là sự thiếu kiểm soát đó lại diễn ra một cách quá lộ liễu và nó nằm ngay trước mắt trọng tài điều khiển trận đấu này. Trọng tài Trần Đình Thịnh đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp để chốt quyền thi đấu của Tấn Tài. Đó mới chỉ là thẻ phạt thứ hai của Huỳnh Tấn Tài ở mùa giải năm nay, nhưng đáng tiếc nó lại là một thẻ đỏ trực tiếp.